xã Thừa Đức huyện Bình Đại là dùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi có vị trí chính trị quan trọng trên chiến trường quân khu nói chung và huyện Bình Đại nói riêng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước, người dân xã Thừa Đức có nhiều đóng góp giúp đỡ, nuôi dấu cán bộ cách mạng, chăm sóc thương binh từ chiến trường Long An chuyển đến. Nhằm ghi nhớ công ơn, nghĩa tình của quân dân, tỉnh Long An hỗ trợ kinh phí xây dựng bia truyền thống căn cứ điều trị chăm sóc thương binh của tỉnh Long An tại xã Thừa Đức với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Đây là nơi giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho người dân địa phương, đồng thời ghi dấu mối quan hệ gắn bó mật thiết tình đoàn kết keo sơn giữa quân và dân tỉnh Long An với quân dân xã Thừa Đức. Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận nơi đây là di tích lịch sử văn quá cấp tỉnh. Về thăm di tích căn cứ điều trị chăm sóc thương binh tỉnh Long An tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại và qua các nguồn tư liệu cũng như qua lời kể của các nhân chứng lịch sử chúng tôi hiểu hơn về truyền thống cách mạng dễ dàng của vùng đất Thừa Đức năm xưa. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thừa Đức là nơi xây dựng điểm tựa của cách mạng, diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Bằng tất cả tình thương và trách nhiệm, người dân xã Thừa Đức với tổng số 25 gia đình đã trực tiếp chăm sóc, cưu mang, hỗ trợ từ lương thực, thuốc men, tiền bạc cho hơn 100 thương bệnh binh tỉnh Long An sớm phục hồi sức khỏe, trở lại chiến trường tiếp tục tham gia kháng chiến, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mặc dù năm nay đã 84 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Tỉnh, ngụ tại ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, vẫn còn nhớ những khó khăn, vất giả trong thời gian chiến tranh ác liệt, cũng như sự đùm bọc, giúp đỡ của người dân với thương bệnh binh của tỉnh Long An. Dù hiểm nguy, gian khổ, nhưng dân nơi đây vẫn không sờn lòng, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta bộ đội lớp bị thương nặng nhẹ có nhưng mà đến cùng rồi khi lúc mà quá đông quá nhiều làm không sể thì nhờ liên hệ với chị em ở địa phương uh, giúp đỡ rồi đến đổi uh, vô cùng vất vả nghĩa là vô cùng vất vả rồi uh, lại là uh, người uh, mấy chị em uh, mấy uh, xả à, tay ra để mà ví dụ như thiếu thốn cái gì rồi giúp đỡ cái nấy nấu nướng thấy cái cảnh đó khổ dữ lắm mà bây giờ mình nghĩ rằng thương người khác thể thương thân anh chồng con em mình đi ra vậy ha thì thử hỏi rằng cũng mình thương người ta biết đâu chồng con em mình có như vậy có tình trạng vậy không đồ có ai giúp đỡ vậy không ừ thì mình nghĩ vậy á à, cái di tích của xã Tiểu Đức như vậy là người ta dựng một cái bảng lên như vậy là để cho cái ở đâu người ta cũng đi lợi, người ta đi qua đi lợi, người ta nói ở à, Long An có có để cái tích hồi của mình ở đây, bà con nhân dân giúp đỡ cho mình, cũng như là cái, có cái chân mình ở đây đi. Theo các nguồn tư liệu lịch sử còn lưu lại, sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, địch trả thù quyết liệt khắp các chiến trường miền Nam các đơn vị vũ trang của ta liên tục tác chiến, thương vong rất nhiều. Trọng quân y tiền phương đầy ấp thương binh. Dùng căn cứ cách mạng tỉnh Long An bị địch tăng cường càng quét. Các trạm xá quân y của ta ở Tân Trụ, Châu Thành, Cần Đức liên tục bị đánh phá, làm gia tăng thương vong. Không thể bám trụ, quân y Long An phải xây dựng cơ sở ngoài địa bàn để chăm sóc thương binh. Xã Thừa Đức, huyện Bình Đại là dùng đất rừng ngập mặn gian biển, rừng mọc um tùm, đây chính là địa hình lý tưởng để an dưỡng thường bình. Hơn nữa, cư dân ở đây thưa thớt, sống chủ yếu gian biển, bìa rừng, lại có truyền thống cách mạng, nhiệt tình giúp đỡ bộ đội. Xét về địa lý, khu vực này xa Sài Gòn nhưng lại gần Long An, là nơi nhiều cơ quan của ta và tỉnh bạn đứng chân hoạt động thường xuyên, bám đất, bám dân để lãnh đạo phong trào cách mạng. Nhiều cơ quan của ta khi đó đã từng ở đây tiêu biểu như tỉnh quỹ Bến Tre, huyện quỹ Bình Đại, nhà in chiến thắng, trường đảng tỉnh, trường quân luyện đặc công và bến tiếp nhận vũ khí, các cơ quan của tỉnh Gò Công, An Dưỡng Gò Công, tỉnh Quỷ và quân y Long An. Từ tháng 2 năm 1970, tỉnh Quỷ và quân y Long An chọn xã Thừa Đức làm căn cứ điều trị cho hơn 120 thương binh, được đảng bộ và nhân dân địa phương tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng, nhiều thương binh phục hồi sức khỏe trở về Long An, tiếp tục chiến đấu. Có thể nói, quá trình dẫn chuyển cũng như che giấu, chăm sóc cho hơn 100 thương binh trong giai đoạn chiến tranh ác liệt là chiến công đã đi vào quyền thoại của những người lính quân y. Nhiều lần quân địch cùng tay sai càng vào căn cứ, hồng phá quỷ, nhưng chúng đã bị lực lượng của ta chống trả quyết liệt. Sự đoàn kết của quân và dân đã chặn đứng cuộc tấn công của địch, bảo vệ an toàn cho căn cứ. Trong những năm tháng ở Bình Đại, trại thương binh cũng đã đào tạo cho huyện Bình Đại được 20 y tá và trong các trận càn của địch, đoàn thương binh cũng đã giúp sức cùng bộ đội du kích địa phương đánh địch, tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên địch thu được nhiều quân trang quân dụng. Nghĩa cử cao đẹp và truyền thống quý báu của nhân dân xã Thừa Đức, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An luôn ghi nhớ tri ân Năm 2017, tỉnh Long An hỗ trợ kinh phí xây dựng bia truyền thống căn cứ điều trị, chăm sóc thương binh của tỉnh Long An trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại xã Thừa Đức. Di tích được khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 30 tháng 4 năm 2017 với kinh phí 300 triệu đồng. Năm 2019, được mở rộng đầu tư xây dựng gồm cổng, tường rào bê tông với kinh phí hơn 400 triệu đồng cho Quỹ ban Nhân dân tỉnh Long An tài trợ. Qua tìm hiểu về mặt lịch sử, thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái di tích lịch sử là phải nói là chúng ta đáng trân trọng và đáng lưu truyền cho thế hệ sau này. À, giữa là coi như vậy là tỉnh Long An cũng như là cụ chiến binh tỉnh Long An đã thường xuyên rồi trao đổi gắn bó. thì tụi tôi cũng giáo dục à, cho cái hội viên à, của cụ chiến binh và cụ quân nhân thì à, trong cái những dịp là lễ à, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam À, cũng như là phối hợp với quân sự à, về công tác tuyển quân thì tụi tôi cũng ngay từ khi mà làm lễ tuyển quân thì tụi tôi cũng đưa à, cho các em à, đến những cái khu này và ngay chỗ à, cái à, nghĩa trang liệt sĩ để giáo dục truyền thống á, là cho thế hệ trẻ này để cho nó mới nói, nói bước á, và à, nói theo rồi á, là hội quân binh minh cũng phối hợp à, với xã đoàn thường xuyên là chăm sóc và cái khu mà di tích lịch sử này, có tổ chức cho đoàn viên thanh niên ở xã là đến tại bia truyền thống để thành một địa chỉ đỏ để uh, giáo dục hơn cho mấy uh, em, mấy bạn đoàn viên nắm về cái uh, sự tích mà ở địa phương mình, đặc biệt những, những là những cái uh, nói chung là những cái sự tích kiến tích ngày xưa mà của kháng chiến để lại để giáo dục hơn cái lòng uh, truyền thống để các bạn đoàn viên thanh niên uh, hiểu hơn về cái quê hương Thừa Đức của mình. Hiện nay, di tích được giao cho Quỹ ban Nhân dân xã Thừa Đức quản lý, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa kiển tạo mỹ quan. Đặc biệt, đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ địa phương. Năm 2022, Quỹ ban Nhân dân tỉnh đã quyết định công nhận căn cứ điều trị chăm sóc thương binh của tỉnh Long An tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đây là điều kiện để bảo tồn phát huy giá trị di tích giáo dục truyền thống yêu nước đồng thời gắn với phát triển du lịch để di tích ngày càng khang trang xứng đáng là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng thời gian tới chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể xã thừa đức sẽ tiếp tục liên hệ với gia đình thân nhân những người thương binh của tỉnh long an từng được chăm sóc nuôi dưỡng ở thừa đức cũng như gia đình có công chăm sóc nuôi dưỡng thương binh Long An để tiến hành sưu tầm thêm những tài liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến di tích nhằm bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ khoa học phục vụ lâu dài cho khách tham quan trong và ngoài tỉnh.